Kéo thử cục 3 KPA nha con. Thế kéo thử cái đầu bơm nước nè. Cái đầu bơm nước là 3 ngựa, cái bơm nước 3 ngựa, cái bơm nước 2 ngựa thử nổi không nha. Số mấy chú? Từ 880 á. Kéo thử 3 KPA nè. Nè 3 KPA nè nha. 3 ngựa đó, đang xài đầu D8 nè, kéo thử hai cái bơm nước nổi không nha. Cái bơm nước là 3 ngựa, cái bơm nước là 2 ngựa. Cái này 3 ngựa nè, cái này 2 ngựa nè, 2 ngựa là xài ống 90, 3 ngựa xài ống 110. Ra lớn rồi đó. Đây, 3 ngựa nè, có 2 ngựa nè. Xe qua đây cái đường này. Xa xa. Đó, sau le đó đúng rồi. Thử 2 cục nó được nha. Mày đi con, đi quay không? Đi quay không?